Một là nữa quý vị đang theo dõi phần tin thời sự quốc tế của Lưu Đường Sài Gòn TV trên băng tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19 với Lạp Sơn Hoàng Trọng Thủy. À, một người phụ nữ vừa sinh ra hạ sinh. Ngũ Long Công Chúa. Ngũ Long Công Chúa một lúc. Một lúc. Mà, một lúc mà cùng sinh cũng Kinh hơi khó. Trong Họ vòng nói 4 từ 4 phút. À. 4 phút à? Trong vòng 4 phút. Họ nói từ năm 1969 đến giờ trên thế giới là có chỉ có nhỉ? đây là lần thứ nhì thôi. Wow. Năm 1969 có một người phụ nữ cũng đã sinh ngũ long công chúa. À, cái này là cái hi hữu hiếm. À, Nh và nhưng cái... mà thời gian đó, đó không có cái tình trạng cấy thai, ừ. nhưng mà lần này là nhờ cấy thai. nhờ cấy thai. Oh. Yeah. Tại vì cái đây là ước muốn của cha mẹ muốn sinh ngũ long công chúa thưa quý vị. Yeah. Và cái người đàn bà này sở dĩ sinh năm người trong vòng 4 phút là bởi vì được mổ. Đúng, phải được mổ chứ mổ, làm sao mà mổ, có thể dạ. để tự nhiên được. Yeah ủa không để tự nhiên được hả anh Ô, không nổi đâu không Vì được hả? chết ạ. À. cái cơ thể của người phụ nữ để sinh hai sinh ba là quá đáng rồi ừ dạ. qua khỏi ba đây là người phụ nữ bà tên là daniel busby và chồng của bà là adam busby trong cuộc họp báo đã trình bày lại thứ nhất đó mà ngũ long công chúa này đâu phải là lần đầu tiên đâu bà yeah. đã có ba đứa con rồi oh. bà đã có ba con và mê con lắm Đúng người rồi. phụ nữ này là một tín đồ thiên chúa giáo thuần thành ừ. và bà nói đây là một cái món quà của thượng đế nhưng mà thật sự Nó, đó nếu mà ăn đi cấy thì đâu còn thì bởi món quà ngay, nữa bởi vì nhưng mà bà nói rằng thượng đế để cho người phụ nữ cái vai trò là sinh con đẻ cái và yeah. nuôi dưỡng con cái thì bà muốn làm tròn cái vai trò mà thượng đế đã đưa cho bà yeah. chính vì thấy bà nói ba con chưa đủ yeah. mà bây giờ phải tám đứa, đứa con mà bà nói rằng cái món quà thực tế ở đây đó là cùng một lúc trong cái việc lựa chọn bà không ngờ là chọn đúng để có được năm cô con gái wow. xinh đẹp các em nặng bao nhiêu hả? Um, các em uh, có hai em có một em đầu tiên đó thì nặng yeah. 2 pound 6 ounce yeah. rồi ba em nữa là 2 pound 4 ounce và mm. cái em cuối cùng thì hai pound nói chung là các baby đó mà chỉ có hai pound thôi yeah. phải nói là rất là nhỏ thưa quý vị mà thường đó người phụ nữ mà mà mang mà mang nặng để đau đó anh yeah. thì phải là 39 tuần mm. thì các em bé này chỉ mới có 28 tuần và hai ngày thôi yeah. là đã ra đời rồi đó là lý do mà các em vẫn còn rất là bé ông uh, uh, người chồng bé tí <laughs> người chồng tí nhỏ con thế sợ đây là đang ngồi thương thế sợ ông nhìn Adam Busby thưa quý vị ông nói là bây giờ đó cái 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 cảm giác mà đi đâu có cả gia đình và nhất là có năm đứa con gái mà nhìn thấy năm cái nôi hoặc là năm cái uh, che cái cái seat ở trên cái ghế xe đó ừ. thì ông mang ông cảm thấy hạnh phúc như thường cái, nhưng mà khi nó khóc là sao khóc cùng lúc nữa. nếu mà khóc cùng một lúc thì ông sẽ tìm cách biến thành một cái bài nhạc độc đáo, thực sự một đây... bản giao hưởng, nghe là không lời. Thực sự ở Mỹ đó, những người mà thích nhiều con thì rất là hiếm anh ha. Một con nuôi cũng đã mệt rồi bây giờ tám đứa con rồi financial rồi đã bắt đầu nghĩ tới welfare. Vâng, ừ, à, lại, <laughs> à, lại chuyện welfare. Thưa quý vị, chắc chắn là như thế. Bây giờ làm sao mà cả hai người có thể nuôi được à, 8 đứa con như vậy. Đây là khuôn mặt của một tử tội Cứ tuần nào cũng thấy có cái chuyện tử hình Điều hết Và đây là tử tội tên là Manuel Gaza Vừa được trích vào tối ngày hôm qua 6h40 chiều hôm qua Và là tử tội thứ 524 ở Texas Kể từ khi tối cao pháp viện Hoa Kỳ Đồng ý cho phép sự tử hình trở lại Năm 1976 trên khắp các tiểu bang nào nếu muốn được tự hình thì được phép tự hình trở lại Ông à, Gaza và quý vị để ý đó um, Luật lệ ở tiểu bang Texas có thể nói rằng nghiêm khắc nhất Máu, nợ máu là đền bằng máu à, Nếu mà giết người là mình phải chết Giết mà. người à, sẽ bị tự hình Ông à, giết một người đàn ông tên là John Rocky Riojas 37 tuổi Và là thành viên của toán SWAT cảnh sát vâng và nhất là giết cảnh sát thì xem như bị tử hình là đương nhiên thưa quý vị à, xem như là vẫn còn rất nhiều các tử tội trong nhà tù của texas đang chờ được ra để xử tử và một chiếc trực thăng quân sự đang bay bỗng nhiên đáp xuống trong lúc người dân đang tắm biển và phơi nắng đây và họ phải đáp xuống khẩn cấp thưa, thưa quý vị Ồ, chuyện này mà lạp sơn đang nằm phơi nắng mà đang thấy nắng tự nhiên rồi. trên trên, trời nguyên chiếc xăng đang bay xuống thì đó không, thứ nhất là khi anh em thấy, thấy nghĩ sao? mấy cái cánh quạt nó quạt mạnh quá nó không biết gió từ đâu mà nhiều quá mà gió biển <laughs> tự nhiên uống, nãy giờ mình thấy mà yên trời yên mà tự nhiên thấy yeah. gió đâu um, mà ghê quá phải không ạ đây là cái bãi biển ở Solana Beach ở California thưa Đúng quý vị à. À, và cũng gần đây là cũng gần những cái building của người dân thường thì đó ở thì nữa người ta nha. ra đây người ta vẫn tắm biển phơi nắng yeah. bình thường thôi vào ngày hôm qua thứ tư và, chuyện gì đã xảy ra và cái chiếc máy bay này hạ cánh khẩn cấp là bởi vì họ nghi là bị leak oil là bị chảy dầu đó họ sợ nếu nhà, mà không đáp sợ... xuống biển như vậy đó đáp xuống nhà nó dân nổ. Thì, thì nổ là phiền nữa hoặc là nó rớt thì phiền lắm tuy nhiên thì không có ai đã bị thương thưa quý vị bây giờ làm cách nào để đưa cái trực thăng đi đi chỗ khác thì phải lắp cái lỗ mà bị liếc dầu rồi mới bay đi phải không anh? không được không phải phải có cái cái phải có cái chiếc máy bay khác lại câu cái chiếc máy bay này đúng vậy bây giờ phải có hai wow. chiếc si bay ở trên rồi bọc lên đưa nó đi về vị trí cũ nhưng mà cũng không sao Lập sơn nói rất đúng đó họ sẽ đưa các kỹ sư ghê không nếu mà đáp lạng quạng là lên trên mái nhà của thì cái, đó nó cái rất là không? sát những cái nhà người những người cư dân ở nhà đẹp lắm thưa quý vị Solana Beach hướng về hướng bắc của California đẹp ghê không? Um, họ sẽ đưa các kỹ sư cơ giới đến để dạ, mà không? điều chỉnh để sửa lại cái hệ thống mà uh, dọc đó dạ. và nếu được thì mấy trực thăng sẽ vẫn cắt cánh như thường, dạ. ta không có trở ngại gì hết. À, Lập sơn quá chớ quá lo. <laughs> Quay sang bản tin thế giới thưa quý vị, uh, đây là một cái biến động mới nhất một uh, viên chức quốc hội của Ukraine vừa bị ám sát chết và điểm đặc biệt đó đây là một thành viên quốc hội có từ thời ông cựu tổng thống Viktor Yanukovych xin được nhắc lại ông Yanukovych đã bị lật đổ sau khi dân chúng ta thán về cái chuyện ông đã ký những cái hiệp ước thân nga ừ. ông Yanukovych là một tay mà tham nhũng khủng khiếp luôn có tham nhũng cả tỷ Mỹ kim trong lúc đời sống của người dân yêu khen gặp nhiều khó khăn ừ. về sau này người ta mới khám phá ra tài sản khổng lồ của ông ừ. và ông đã được nga bao che ừ. và sau khi mà ông bị lật đổ đó thì sợ bị giết cho nên ừ. ông đã chạy và được nga cứu giúp ừ. bây giờ ông sống lưu vong ở nga vẫn sung sướng như thường bởi wow. vì tài sản kết sâu người ta chỉ hy vọng rằng trong tương lai một khi mà mọi chuyện bình ổn và yeah. giải quyết được những căng thẳng với Nga Thì họ sẽ tìm cách đưa Yanukovych về nước Để xử tội những cái tội tham nhũng mm. vâng Và tội mà phản bội tổ quốc yeah. à, Thế nhưng thưa quý vị ông Kalashnikov 52 tuổi Ole Kalashnikov quý vị đang nhìn thấy đó Là một người luôn lên tiếng binh vực cho ông Yanukovych và một người đã từng lên án chống lại những cái hành động biểu tình để của dân chúng phản đối ông là một người thân nga yeah. ông cũng là một người tham nhũng lạm quyền và giờ đây có những người đã chán ghét ông từ xưa yeah. giờ đây họ nghĩ rằng ông tiếp tục vận động quốc hội Ukraine để ừ. chống lại cái chuyện mà xác nhập với châu Âu wow. chính vì thế họ sự tự ông và bây giờ cuộc điều tra đang được tiến hành tổng thống uh, ukraine poroshenko tuyên bố uh, vì cái chuyện này nó xảy ra ngay trong quốc hội của ukraine ông uh, không phải như là những vị tổng thống khác mà làm ngơ dạ, vâng. chẳng hạn như là uh, cái vụ mà mới đây phía nga cũng ám sát một cái thành viên chống lại tổng thống putin dạ. ông uh, đi với người bạn gái ở điện kremlin và đã bị một tên đàn ông bay ra bắn bốn phát vào lưng chết. Thì chúng ta vừa thấy đó ở bên Nga có một người bị ám sát và giờ đây đến Ukraine một người bị ám sát. Cuộc điều tra đang được tiến hành và ông Poroshenko, tổng thống của Ukraine tuyên bố sẽ thực hiện một cái cuộc điều tra sâu rộng và minh bạch mọi thứ để tìm ra ai là kẻ giết. Thưa quý vị, là Kalanishkov này trong khi đó vì là liên quan đến chuyến máy bay ms 17 Lạp Sơn uh, đây là chuyến máy bay của hãng hàng không Mã Lai đã rơi, bị bắn, rơi ở vùng trên, của Ukraine đúng vậy trên dạ. không phận và bầu trời của Ukraine và hôm nay là đánh dấu 9 tháng sau khi chiếc máy bay uh, có hiệu là ms 17 đã yeah. rơi xuống và hiện bây giờ thì vẫn còn họ hy vọng là họ tìm được cái thi thể của hai người còn lại, hai nạn nhân còn lại. Rồi. Và Chúng tôi mất... trở lại ngay sau phần bảo trợ thương mại để tìm hiểu xem tại sao toán điều tra MH17 đa số là người Hà Lan lại gặp khó khăn để đi vào khu vực này, nhưng mà họ nói ít nhất giờ đây thì họ đã có mặt tại hiện trường ngày hôm nay và ngay trong lúc này để nhặt những cái thi thể và tìm thêm những bằng chứng cung cấp vào cuộc điều tra để liệu xem ai là kẻ đã bắn hạ máy bay MH17. Chúng tôi trở lại ngay sau phần bảo trợ thương mại kính mời quý vị cùng theo dõi.